Rồi, kính chào tất cả các bác đã đến căn chuyên giới thiệu các loại phụ kiện âm thanh màn audio. Thì hôm nay bên em lại tiếp tục làm một video để giới thiệu dòng dây AV rất là nổi tiếng nha. Và trước khi đi vào chi tiết sản phẩm thì các bác có thể đăng ký căn để cập nhật những sản phẩm mới em đăng lên mỗi ngày. Đó, và bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết cái dòng dây AV này. Đây, dòng dây AV, thương hiệu của nó là VKBT, dòng dây bãi nha các bác, dòng dây bãi nha. Đây, VKBT Audio Copper Made in Germany, và đánh chiều mũi tên này. Dòng dây này thì cho độ chống nhiễu một chiều cực kỳ tốt. Đây, đầu jack của nó là đầu jack khóa gen nha các bác. Thì khi cầm vào sản phẩm lên tay thì điều đầu tiên bên em cảm nhận đó là dòng dây này thì rất là mềm mại nha bác, rất là mềm mại nha, cực kỳ là mềm. Dây có một màu trắng sữa nha, trắng sữa. Đây, dòng dây bãi nên nó hơi cũ một xíu nha, ngoài vỏ thôi nhưng chất lượng của nó đang rất là ok, rất là đẹp nha. Đó, jack của nó này, đầu jack VKBT này, và đây cực kỳ là chất lượng nha các bác. Đó, đầu jack khóa gen nha, đầu này là đầu jack khóa gen. Khi các bác mua về thì các bác mở khóa như thế này, các bác cắm vào và các bác khóa lại nha, thì nó sẽ chặt cứng. Và khi rút ra thì các bác mở khóa như thế này, xong các bác rút ra, chứ đừng để như thế này, các bác rút ra nó sẽ bay cái cổng AV của mình nhé. Đó, các bác mở ra cắm vào rồi khóa lại, rất là chất lượng nha. Và dây này thì nó có chiều dài của nó là 1 mét nha bác, 1 mét. Đó, cái dòng dây này thì cho tín hiệu âm thanh của nó rất là hay, thích hợp cho những bác nào muốn cải thiện giải bát nha. Đó, bát của nó lên cực kỳ là sâu và cực kỳ là ấm nha. Thì số lượng thì bên em cũng còn khá là nhiều, bên em còn tầm khoảng 50 bộ nha. Và giá bên em bán lẻ là 450.000 một bộ nha, 450.000 một bộ như thế này. Đó, hàng này thì bên em bảo hành cho các bác 1 năm. Đó, hư hỏng hoặc có vấn đề gì thì các bác cứ liên hệ cho em, hàng bao test nhá, bao test bao xài. VKBT Audio Copper Made in Germany, đây rất là chất lượng nha bác. Đó, bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em theo số điện thoại Zalo là 0969569157 nhé. Và dòng dây này thì thích hợp cho những bác nào mà muốn cải thiện giải bát nha. Bát của nó lên rất là sâu, rất là ấm, thích hợp để nghe nhạc vàng, nhạc bolero. Đó, và các thể loại nhạc cổ xưa. Đây, đầu jack của nó mạ vàng rất là đẹp này. Đó, các bác thấy độ chất lượng chưa? Nào, bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em nhé. Số điện thoại của em là 0969569157 nhé. Rồi, chào các bác, hẹn các bác các video tiếp theo.